Chuyển nhượng MU ngày ngày 11 tháng 6 tuyệt vọng với Harry Kane, Tottenham nhắm bom xịt người Anh. Hoang mang về khả năng ký hợp đồng với Harry Kane hay Tottenham quan tâm đến bom xịt người Anh là những tin chính có trong bản tin chuyển nhượng MU hôm nay ngày 11 tháng 6. Man United ngày càng bi quan về Harry Kane. Theo The Times, Man United đang ngày càng cảm thấy ít hy vọng hơn trong việc ký hợp đồng với tiền đạo Harry Kane của Tottenham. Tuy tiền đạo người Anh đã sẵn sàng cho việc rời khỏi Spurs vào mùa hè nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào về việc đội bóng của chủ tịch Daniel Levy sẽ sẵn sàng bán cầu thủ ngôi sao này cho quỷ đỏ. Tottenham muốn có ra đơn sân trợ. Ở chiều hướng ngược lại, Tottenham lại đang quan tâm đến khả năng ký hợp đồng với tiền đạo cánh ra đơn sân trợ của Man United. Theo đó, Spurs sẵn sàng trả 50 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ này. Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào mùa hè năm 2021, sân chợ chưa bao giờ tỏ ra xứng đáng với mức giá 73 triệu bảng và bị coi là một bom xịt của đội chủ sân Old Trafford. PSG muốn có Kim Min Jae Theo Telegraph, PSG hiện là những người đi đầu trong việc chiêu mộ hậu vệ Kim Min Jae, mặc dù chưa đưa ra lời đề nghị chính thức nào. Tuy nhiên, Napoli rất muốn giữ chân cầu thủ người Hàn Quốc và sẵn sàng trao cho anh một bản hợp đồng mới với mức lương cao hơn. Trước đó có nhiều thông tin cho rằng, Minje đã nói lời tạm biệt với các đồng đội tại Napoli và Man United đã tìm được ngôi nhà cho cầu thủ này khi anh đến thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford. Newcastle cũng rất muốn có trung vệ người Hàn Quốc này. Man United sẽ phải trả 34 triệu bảng cho Jeremy Frim ống. Quỷ đỏ đã được Leverkusen thông báo rằng họ sẽ phải trả 34 triệu bảng nếu như muốn có sự phục vụ của hậu vệ phải người Hà Lan. Anh được coi như là một sự thay thế xứng đáng cho Aaron Wan, Bissaka đang muốn ra đi. Ngoài Man United, những đội bóng như Barca hay Bayern cũng đang nhắm đến Frim Ống. Man United sẵn sàng gửi lời đề nghị cuối cùng cho Jordan Pickford. Theo The Sun, Everton sẵn sàng để cho Pickford ra đi với mức giá 30 triệu bảng và Man United sẽ chấp nhận mức giá này. Quỷ đỏ rất muốn có thủ mua người Anh ngay cả khi David Zegi được huấn luyện viên Eric Ten Hag xác nhận rằng sẽ ở lại sân Old Trafford vào mùa hè này.